Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đến nay, giá nhiều loại nông sản trái cây bị rớt giá mạnh. Đến xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, không khó bắt gặp cảnh xoài chín đầy cây nhưng nhà vườn chẳng màng thu hoạch. Dọc trên các tuyến đường, xoài đổ chất thành đống được giao bán với giá vài nghìn đồng một kg. Thời điểm sốt giá, xoài Cát Hòa Lộc lên đến gần 100.000 đồng một kg, nhưng nay chỉ còn khoảng 10.000 đồng một kg. Xoài của bà con ở đây chủ yếu là đưa lên chợ ở thành phố Hồ Chí Minh, bán với giá dao động từ 25 đến 50.000 đồng một kg tại vườn. Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, trái cây nông sản không tiêu thụ được, thương lái không mua nên rớt giá thê thảm. Sau thời gian dài bị thất sủng tại Việt Nam, các thương hiệu xe con dưới 9 chỗ của Trung Quốc lại ồ ạt vào Việt Nam. 5 tháng đầu năm có hơn 967 chiếc xe con dưới 9 chỗ ngồi Trung Quốc được nhập vào Việt Nam. So với lượng xe con nhập từ Thái Lan, Indonesia hay Hàn Quốc, xe Trung Quốc chỉ là muối bỏ biển. Tuy nhiên, so với chính mình, xe con Trung Quốc vào Việt Nam được gần 1.000 chiếc xe như hiện tại là một thành tựu. Số liệu của hải quan bình quân từ tháng 3 mỗi tháng có từ 180 đến 260 chiếc xe con nguyên chiếc Trung Quốc nhập vào Việt Nam. Riêng tháng 1, xe nhập của Trung Quốc vào Việt Nam đột biến đạt trên 334 chiếc. Sự gia tăng của xe nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi trong thời gian gần đây cho thấy các loại xe Trung Quốc đã được đón nhận bởi một bộ phận giới trẻ. Tháng 6 như mỗi năm là cao điểm của mùa du lịch hè. Thế nhưng đã gần hết tháng, gần như chẳng mấy ai còn lạc quan đi du lịch vì dịch bệnh. Lượng khách hoãn hủy tour du lịch lên đến 80-90% trong tháng 5 và tháng 6. Đại dịch bùng phát từng đợt khiến ngành du lịch gần như đóng băng hoàn toàn. Hệ quả là hơn 90% đơn vị lữ hành đóng cửa, chỉ còn một số doanh nghiệp lớn hoạt động cầm chừng nhưng cũng cắt giảm tối đa nhân sự, chỉ giữ lại bộ khung. Sau 4 lần dịch COVID-19 bùng phát, các doanh nghiệp lữ hành đang trong tình trạng vô cùng khó khăn. Đặc biệt, đa số người lao động là hướng dẫn viên du lịch đã mất việc làm và phải chuyển nhiều người khác để mưu sinh. Còn ngoài ra thì mình bán hàng online, bán hàng sách tay về Hàn Quốc để gọi là trang trải cho cuộc sống. Khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam công bố hồi tháng 5 cho thấy, số lượng lao động nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động chiếm khoảng 90% tổng số lao động doanh nghiệp lữ hành, tương đương 12.168 người. Câu lạc bộ hướng dẫn viên tiếng Nhật của chúng tôi gồm hơn 200 thành viên cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày và vì không có việc làm. Nhiều người thì chuyển sang làm một số những cái lĩnh vực khác như là môi giới bất động sản, rồi bán hàng, làm các cái công việc thương mại và nhiều người thì làm các cái công việc dịch vụ. Cho tới lần bùng phát đại dịch lần thứ tư này, thực tế nhiều lao động đã tìm được việc thích hợp, có thu nhập tương đương như trước. Đam mê với du lịch đã mai một khiến họ không có nhu cầu quay trở lại ngành. Rõ ràng nhân lực du lịch đang bị chảy máu gần hết trong đại dịch. Khi du lịch hồi sinh, bù đắp sự thiếu hụt nguồn nhân lực sẽ hết sức bức thiết, nhất là khi lĩnh vực này đòi hỏi lượng nhân lực phải có kỹ năng đặc thù, không thể đào tạo ngắn ngày. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch nhận định, nếu một lao động cũ trong ngành du lịch nghỉ việc, có thể phải cần tới 10 lao động mới để bù đắp, nhưng chưa chắc 10 lao động mới đã bằng một lao động cũ. Do đó, để có thể cạnh tranh quốc tế trong ngành du lịch sau này, phải dựa vào lực lượng lao động chuyên nghiệp. Một chính sách thiết thực đồng bộ từ trung ương tới địa phương nhằm giữ chân lực lượng lao động trong ngành du lịch thật sự là một việc làm cần nhất lúc này.